Cô ơi, bé nhà em 18 tháng, lúc em đọc sách tiếng Việt mà con cứ chỉ vào đồ vật màu hồng và bảo là it's pink. Khi mà con nói tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn như vậy thì có sao không? Không biết là có mẹ nào đang có cái câu hỏi như thế này không? Nếu các bạn có câu hỏi như thế này thì video này là dành cho các bạn. Nhưng mà trước khi chúng ta xem cái lời giải thì chúng ta hãy bấm đăng ký kênh Iflita Edu để học tiếp những cái bài rất quan trọng về sau nha. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Miss Thảo và Iflita tiếng Anh gia đình. Iflita thì các bạn cũng biết rồi đúng không, là đơn vị tiên phong ở Việt Nam tổ chức những cái khóa học một cách rất là bài bản để giúp cho ba mẹ và con cái nói tiếng Anh với nhau trong gia đình. Tiếng Anh gia đình đó là một cái keywords mà các bạn cần nhớ để chúng ta tạo cái môi trường tương tác cho con ở nhà. Nếu mà các bạn chưa biết làm như thế nào thì các bạn có thể truy cập vào website iflita.com hoặc là fanpage Iflita Edu tiếng Anh gia đình hoặc là 0862 285 868 để các bạn nhận cái lộ trình học cho riêng nhà mình hoàn toàn miễn phí ha. Thì quay trở lại cái câu hỏi của bạn Duyên ở Hà Nội. Bạn có hỏi là bạn Ben 18 tháng và khi mà mẹ đang đọc sách tiếng Việt mà cứ chỉ vào đồ vật tiếng Anh và nói tên tiếng Anh cũng hoặc là các cái câu tiếng Anh bằng những cái đồ vật đó, thì bây giờ nếu như vậy có cái sự lẫn lộn giữa tiếng Anh tiếng Việt thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển ngôn ngữ của bé hay không? Thì thực tế là cái câu trả lời là nó là không. Bởi vì cái việc mà lẫn lộn tiếng Anh tiếng Việt này nó chỉ diễn ra ở cái độ tuổi dưới 3 tuổi thôi. Khi mà dưới 3 tuổi thì các bạn nhỏ đang học ngôn ngữ, các bạn đang thẩm thấu ngôn ngữ, nên là mình cung cấp cái input như thế nào cho các con thì các con nhận lại như vậy. Các con không phân biệt được là từ nào là tiếng Anh, từ nào là tiếng Việt, nhưng mà các con lại phân biệt được rằng là trong cái đồ vật đó, cái hành động đó thì các con có thể gán cho nó một cái nhãn đó có thể bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt. Ví dụ như một đồ vật màu hồng, cái đồ vật đó nó không thay đổi đúng không? Người Việt Nam mình thì gọi là màu hồng, nhưng mà người Anh họ gọi là pink. Thì khi đó con đâu có biết được rằng là pink là tiếng Anh, màu hồng là tiếng Việt đâu. Con chỉ biết là nhìn vào cái đồ vật đó, chính xác cái bản chất đồ vật đó, và con đọc tên cái đồ vật đó ra. Thì con nhớ được cái chữ pink thì con đọc là pink, con nhớ được màu hồng thì con đọc là màu hồng. Bởi vì cái số vốn từ cũng như là cái phần ngôn ngữ của con chưa phát triển hoàn thiện, nên là cái việc mà dùng tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Những cái câu hỏi này thì trong cái lớp chuyên sâu Thảo đã giải thích rất là rõ, nhưng mà bởi vì có nhiều bạn chưa có học được lớp chuyên sâu hoặc là chưa biết đến các lớp chuyên sâu của Iflita, cho nên là các bạn Thảo đưa ra cái câu hỏi này vào trong cái phần video này để hướng dẫn cho các bạn. Đối với những cái trường hợp này thì các bạn làm như thế nào? Rất là đơn giản, các bạn chỉ hùa theo thôi. Wow, you're great, it's pink, right? Đúng rồi con, đây là cái nơi màu hồng nè. Có nghĩa là mình vẫn hùa theo con để tăng cái motivation cho con, tăng cái động lực cho con để lần sau con nói tiếp. Nhưng đồng thời trong đó thì mình cũng sẽ phải nói thêm nữa về cái phần tiếng Việt, bởi vì là mình đang học tiếng Việt mà. Thì mình đang đọc tiếng Việt thì mình nói tiếp cái phần tiếng Việt nữa. Có nghĩa là mình song song luôn cho con. Và hãy nhớ rằng là cái thái độ của mình là cái quan trọng, chứ không phải là cái đúng cái sai là cái quan trọng. Mình sẽ nói là con là yeah, you're great, đúng không? Thì khi mà các bạn làm như vậy thì cái động lực, cái sự hứng khởi của con sẽ rất là nhiều. Và khi mà con có sự hứng khởi như vậy thì các bạn nhỏ sẽ có thể thích thú và có cái khả năng học tập tiếp theo tốt hơn. Thì đó là một số cái rất là đơn giản. Thì cái mà mẹ cần nhớ ở đây là cái thái độ của mẹ quan trọng hơn là cái việc đúng hay là sai. Và các bạn cũng đừng có lo lắng về cái chuyện là con có loạn ngôn ngữ hay không, con có bị sai, đúng hay không, như thế nào đó. Thì tất cả những điều đó nó không có quá phải lo. Cái lo ở đây đó là các bạn sẽ phải làm như thế nào để giúp cho con yêu thích, có một cái sự yêu thích học tiếng Anh. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu mà các bạn cần một cái lộ trình học thì hãy inbox vào fanpage Iflita Edu hoặc là số điện thoại 0862 285 868 hoặc là cái website iflita.com. Ở đó các bạn sẽ được hỗ trợ một cách đầy đủ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.